thú. Và tiếp đến chúng con xin chuyển đến cho máy Đức Thọ Liên Tịnh, và một lần nữa chúng con cùng xin máy Trần Thị Chính chuẩn bị mở camera của mình để chuẩn bị ạ. A Di Đà Phật. Dạ, xin mời bác mở mic và đặt câu hỏi ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào chư tôn Thiện Đức Thăng Ni. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, cho con được hỏi. Cách đây được một tháng con dạ, bác ơi, bác có thể là bác tắt cái máy quạt đi, tại vì cái máy quạt nó hơi bị làm ồn. Dạ, dạ, bác ạ. Dạ. Dạ. Con kính bạch chư tôn Hiền Đức Tăng Ni, con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con được hỏi. Cách đây gần một tháng, con có người nhà bị đột quỵ nhẹ. Trong lúc đột quỵ thì người nhà có nói với con là muốn nói với con nhưng mà nói không được. Sau đó là bực khóc và chư vị pháp giới hộ duyên đã xuất hiện, nói với con rằng là người nhà của con là lễ Phật niệm Phật rất giỏi, nói với con là phải hứa bảo vệ chăm sóc người nhà của con. Thì con nói là con sẽ làm được hết. Thì con có khuyên chư vị pháp giới hữu duyên đó là hãy mau mau niệm Phật A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc theo A Di Đà Phật về Tây Phương. Thì người đó có nói với con là ngày mai người ta sẽ đi về Tây Phương Cực Lạc. Trước khi đột quỵ một ngày, buổi tối hôm đó khoảng 2 giờ đêm thì có ra trước Tam Bảo, người nhà của con có ra trước Tam Bảo chắp tay lại hướng về Tam Bảo. Thì người nhà của con biết ăn chay niệm Phật nay được 7 năm. Thì được kính xin lão cư sĩ dành cho con hỏi là điều này có đáng tin tưởng không? Và con có hỏi là tên họ là gì để con hồi hướng, thì họ nói là không cần. Thì kính xin lão cư sĩ âm cho con được biết A Di Đà Phật, con xin hết. Dạ, xin cho anh hỏi là cái vị mà trong pháp giới đó nói chuyện với anh bằng hình thức gì? Nói bằng qua người bệnh thầy. À, yeah. nhập vô yeah. Người bệnh được nói. Yeah. Mà hồi giờ người bệnh này có nhập lần nào, có bị nhập lần nào chưa? Cái lần con mỗi lần nhập đi con đều khuyên niệm Phật, và người đó nói là người ta cũng đang niệm Phật lại Phật. À, tức là cái người này đã nhập vào nhiều lần rồi. Ngày xưa là khoảng rằm 30 hoặc là 14 rằm hoặc là 30 mùng 1 đó thầy, A Di Đà Phật. Khi mà người ta nhập vào cái người bệnh này thì là thường thường người ta hiền hay dữ hay là sao, hay là có nói gì không? Có, tùy theo trạng thái thầy. Có lúc ví dụ như con làm những điều gì á, mà ví dụ như là con có làm gì mà Phật lòng người bệnh con á, thì người đó xuất hiện ra, người ta cũng nói với con, thì con cũng xin lỗi và con nói rằng là con cũng khuyên niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc, mỗi lần đi là con đều khuyên hết, và con cũng có nói rằng là cảnh ta bà này rất khổ, nếu tham luyến với nhau ở đây thì cả hai đều khổ hết, mau mau về Tây Phương Cực Lạc đi. Thì lúc đó con người ta mới nói là ngày mai người ta về Tây Phương Cực Lạc rồi, đủ người ta hả? Con nói không, tại ở đây một ngày khổ một ngày, ở đây một giờ khổ một giờ. Sau đó con nói là thôi chư vị niệm Phật theo con nói là A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc 3 lần như vậy, và con niệm 10 câu là người ta xuất ra luôn. Tới bây giờ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn bác Đức Thọ. Dạ, cảm ơn thầy. Bác Đức Thọ ơi, trường hợp này là cái duyên lành của bác chứ không có gì phải lo ngại đâu. Trong pháp giới có những người chết đi không biết đường vãng sanh, thành ra cứ lãng vãng bên nhau. Theo dõi ông nghĩ thì những người mà đang nhập này là bà con quyến thuộc gì của mình đây? Nếu không phải là bà con quyến thuộc thì là một người cũng là có cái duyên lành của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Khi họ chết đi họ lại không có đủ duyên để vãng sanh, nhưng mà tâm thiện lành của họ vẫn có. Trong lúc nhập thân như vậy rõ ràng họ chưa biết đường đi, họ vẫn lãng vãng đang ở bên mình và cầu cho mình, cho người ta chúc phước đấy. Lời khuyên của bác Đức Thọ Liên Tịnh vô cùng hay. Gặp những trường hợp này hãy nói rõ ràng: chư vị ơi, chúng ta có cái duyên lành với nhau, chư vị đến đây giúp cho chúng tôi những chuyện này, nhưng mà chính tôi không đủ khả năng cứu độ chư vị.
hãy mau mau nghe lời Phật dạy, niệm Phật đi, 10 niệm tất thân cớ chi phải vay mượn vào thân xác của người thân yêu, người quen biết mà tìm chút phước mà hưởng chút lợi cũng không được gì đâu. Mạnh dạn như vậy đi. Nếu thực sự người này nói là tôi đi vãng sanh và không trở lại nữa thì may mắn có thể họ vãng sanh thực đấy. Nhờ bác Đức Thọ khuyên rằng họ đi vãng sanh. Nếu thực sự họ chỉ nói đùa và chưa đi vãng sanh thì khi gặp lại một lần nữa mau mau nhắc lại tại sao vị nói đi vãng sanh mà còn ở đây. Nhất định tới đây tôi không giúp ích gì được cho chư vị, khả năng của tôi không đủ khả năng cứu độ chư vị. Chỉ có chư vị nghe lời Phật dạy, niệm Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc thì một niệm mười niệm tất thắng, niệm đi để đi về Tây Phương Cực Lạc thành Bồ Tát rồi tới đây cứu tôi sao? Cỡ chi phải lãng vãng tại đây? Mạnh dạn trách họ. Đây là những người có tâm thiện lành, những vị hương linh có biết tu nhưng tu chưa đến, thành ra còn lãng vãng, còn tham chấp. Thế thôi chứ không có gì cả. Yên chí đây, mạnh dạn tiếp tục khuyên họ và nhắc nhở, đã quyết lòng trở về Tây Phương thì phải thực hiện ý nguyện của mình, nhất định hứa là phải làm, mau mau đi liền đi. Tôi đem tất cả công đức hồi hướng cho chư vị, thành tâm niệm Phật hộ niệm cho chư vị, chư vị mau mau trở về Tây Phương Cực Lạc. Dùng một cái đạo lực của một vị Đại Bồ Tát này ở đây cứu tôi mới là tốt. Cứ vững vàng đi nhé bác Liên Tịnh, hoàn toàn không có gì trở ngại đâu. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm truyền công đức là cái sự dư âm.